quên cái mật khẩu màn hình với không nhớ iCloud á. Ờ, nhưng mà anh làm điện máy xanh ở đâu? Em ở trong Vũng Tàu á. Vũng Tàu. Hả? Anh cắm máy vào đi. Bây giờ là tìm lại cái iCloud cho khách đúng không? Hay là chạy lại cho khách dùng bình thường? Nếu mà anh lấy lại được thì ok, còn không thì chạy lại bình thường là được rồi. Ồ, bây giờ anh tắt nguồn đi. Anh biết vào chế độ recovery không? Biết em như bấm nút home đúng không? Không không, ấn nút cộng một cái, nút trừ một cái, xong rồi anh tắt giữ phím nguồn, anh tắt nguồn đi, xong rồi giữ phím trừ phím nguồn cắm cáp, cứ để in là vào. Rồi được rồi, em xem nào, em xem máy nào. Lên này. Rồi này, bây giờ em ấn start ở trên màn hình này, anh nhìn thấy không? Dạ. Thì anh giữ phím trừ phím nguồn là 4 giây. Hết 4 giây thì anh thả phím nguồn, anh giữ in phím volume trừ. Dạ. Rồi ok, được chưa, để em bấm này. Bấm đi. Rồi bấm đi. Nhưng mà sao anh lại biết em được? Em cái giờ em cũng chạy lên mạng em mò tùm lum mấy cái trang này YouTube á. Đâu em thấy video của anh. Nhưng mà không hiểu sao mấy cái ông kia á, thì em không vào em coi cái phần mà thông tin của cái chủ web, nhưng mà cái trang của anh thì em lại vào em coi bấm qua TikTok. Thì Làm em gì thấy mà anh có hỗ trợ cái chị kia ở Hà Nội ấy. Em mới gọi anh hỏi thử anh có làm không? nói chung là Tại làm vì nhiều, nhưng mà đợt này có cái trang giả mạo á, nên dạ. là lấy video của mình, nhưng mà bây giờ không làm sao được, đợt này không đăng video mấy nữa. Nói chung là em thì nếu mà em nhờ qua online thì em phải giống như là phải, nói chung Check là trước đúng mình rồi. phải thấy được cái mặt người đó gọi làm hay là nó có cái độ tin cậy thì mới làm, chứ còn mà Thế cứ kêu chưa gì mà kêu chuyển tiền trước là thì em không chuyển đâu. nhưng mà nhiều người ta Dạ. tin tưởng xong người ta thấy video của mình, người ta chuyển khoản xong mất tích rồi người ta mới đi gọi cho mình hỏi, bây giờ biết làm sao được. Rồi người ta cứ nhắn tin lôi em rồi nghe bên kia là cứ báo giá ok là chuyển tiền thôi gì. Đúng rồi, chuyển mà khác số tài khoản cùng chuyển rồi chứ. Dạ. Bây giờ anh chụp cái tài khoản lại đi này. Này này mai mà anh có thời gian em nhiều máy em nhận máy em đưa về cho anh làm. Có ngoài đây mà em làm cả phần cứng cả phần mềm hết mà. Phần cứng mà em toàn làm cho cửa hàng không, tại vì ở ngoài đây thợ nhiều. Em làm khắp nơi ấy mà. Dạ. Có trong chưa? Em xem nào. Trong. Rồi ok đó, xong rồi đó anh ạ. Ok đó. Bây giờ cứ đưa khách thôi, chứ còn khách muốn đổi lại thì anh đổi lại cho người ta thôi nhé. Cần hỗ trợ thì cứ nhắn cho em. Dạ. Em cảm ơn anh nha. Rồi ok nha. Dạ. Yeah.